Với tất cả những gì có trong tiếng Nhật Giang Hồ Mobile thì chúng ta chỉ có thể dùng hai từ đó là siêu phẩm để hình dung. Hoặc có thể ví von hơn thì tiếng Nhật Giang Hồ Mobile nổi trội như là một thanh tuyệt thế thần binh, tiêu hùng đứng giữa hồ kiếm có trăm ngàn thanh kiếm phổ thông tại làng game mobile Việt Nam. Và ngày hôm nay hãy cùng GameHub.vn khám phá những điểm thú vị của tựa game này nhé! Giang Hồ Mobile thổi vào người chơi một luồng khí thế hừng hực bởi bức tranh màn hình đăng nhập cực kỳ chất. Một là Đông Phương bất bại hiên ngang đứng đó thách thức quần hùng, một màu đỏ rực có thêm chút hiệu ứng như là máu huyết của hàng vạn anh hùng võ lâm đang sôi trào, một dòng chữ hoàng kim bồng bềnh giữa không trung như là hơi thở của kẻ bá chủ thiên hạ. Tuy chỉ là một màn hình đăng nhập nhưng mà trong tiếng Nhật Giang Hồ Mobile thì tạo cho game thủ một cảm giác đang đứng trước một nhân vật bất khả chiến bại của võ lâm đang thách thức các bạn đang vào chiến đấu. Một thế giới kiếm hiệp chân thực và được phác họa vô cùng tài tình trên chính chiếc smartphone của bạn. Những hình ảnh nhân vật hay là bối cảnh chiến trường, thanh thị hiên ngang sầm uất, môn phái, tông môn huyền bí thì được tái hiện hết sức là chân thực. Ngay ở màn hình đăng nhập thì các bạn hãy bỏ chút ít thời gian thôi để thưởng thức một bản hoàn tấu quen thuộc, đó là tiêu cầm khúc tiếu ngạo, trích từ tiếu ngạo giang hồ. Có lúc thì sẽ như là một tiếng lòng u uất cô độc của kẻ võ phu, có lúc lại là trong sáng vui tươi, có khi thì như sấm gian chớp giật, lại có lúc êm đềm như là suối thở hiền hòa. Dám chắc rằng là nó sẽ giúp cho các bạn nhập hồn vào trò chơi một cách cực kỳ nhanh chóng. Các bạn đã từng nghĩ ở một trò chơi điện tử mà có thể nghe thấy tiếng ồn ào giao bán ở khu chợ này, rồi tiếng mưa chớp động ở phụ bản cổ xưa, hay là tiếng gió cao vun vút như là tiếng sáo ở một môn phái trên núi cao chưa? Một cảm nhận chưa từng xuất hiện ở bất cứ một sản phẩm nào trên thị trường game Việt hiện tại thì nay các bạn sẽ gặp ở tiếng Nhật Giang Hồ Mobile. Mobile là một trong ít game trên thị trường toàn cầu có cơ chế chiến đấu pha trộn giữa chiến đấu thời gian thực và hành động nhập vai. Khi mà thực sự trải nghiệm trò chơi này bằng chính đôi tay của mình thì các bạn sẽ cảm thấy tính chân thực tới từ cơ chế điều khiển năng thoát chip trong chiến đấu. Tự do điều khiển nhân vật của mình chiến đấu ở mọi góc cạnh, mọi hướng khác nhau, chỉ bằng hai ngón tay thôi là các bạn đã có thể chấn nhiếp quần hùng. Mỗi phái thì sẽ sở hữu một hay là nhiều các hiệu ứng tương ứng với những tính chất riêng biệt của môn phái đó. Chứ chỉ có đường môn và nhật nguyệt là hầu như sở hữu tất cả. Khi hành tẩu giang hồ thì các bạn không thể thiếu đi một người đồng hành sát cánh cùng mình. Và trong tiếng Nhật giang hồ thì những người đồng hành đó đều là những tên tuổi cực kỳ uy tín. Mỗi người sẽ sở hữu một bộ kỹ năng riêng biệt, đặc biệt là tính phối hợp tăng vô vàn điểm số sức mạnh khi các bạn kích hoạt được. Mỗi phái thì sẽ có một bộ kỹ năng riêng biệt, tuy chỉ có 5 kỹ năng nhưng mà từ đó chúng ta có thể sáng tạo ra hàng chục bộ combo kỹ năng độc đáo. Không ép người chơi vào những chiêu thức cơ bản, tiếng Nhật Giang Hồ Mobile cho người chơi tự sáng tạo những chiêu thức liên hoàn theo ý thích của riêng mình, tự tạo ra một chiêu thức mà bản thân các bạn thấy là mạnh nhất. Chơi mượt trên những dòng máy khác nhau sẽ được tối ưu hóa về cấu hình. Đối với iOS thì yêu cầu iPhone 4S trở lên, iPad 2 trở lên và iPad mini sử dụng iOS 5.0 trở lên. Còn với Android thì yêu cầu ra 5.12 và sử dụng Android 4.0 trở lên. Với một nền đồ họa đẹp như tranh vẽ, một khúc nhạc lúc bi tráng khi hào hùng, một cơ chế chiến đấu non touchic mang cho người chơi một cảm nhận chỉ cần chạm nhẹ đầu ngón tay là đã có thể tiến vào giấc mộng sùng bái võ lâm. Nếu bạn là một fan của dòng game võ hiệp, một fan của những bộ tiểu thuyết kim dung thì không thể bỏ qua cơ hội được tận tay trải nghiệm một siêu phẩm PK, một sản phẩm hoàn hảo nhất, chân thực nhất của làng game mobile Việt. Đối với tựa game này, GameHub.vn chấm số điểm là 8,8/10.